Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Tý. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2017 của người tuổi Tý ảm đạm, mưu sự khó khăn, hàng loạt sự việc không may mắn sẽ xảy ra. Mệnh chủ đối mặt với khá nhiều trở ngại, cần cẩn trọng trong hành xử, chuẩn bị kỹ càng phương án phòng bị. Bằng không, mọi nỗ lực trong suốt thời gian trước đó đều đổ xuống sông, xuống biển. Tài tình bị tổn hại, có quá nhiều việc phải dùng tới tiền, quản lý tiền bạc phải thật sáng suốt kẻo rơi vào tình trạng phá tài. Có thiên cầu hung tinh rình rập, bạn mệnh ra ngoài chú ý vấn đề an toàn giao thông, tránh xa những nơi nguy hiểm, kẻo vướng về họa huyết quang. Sức khỏe ở mức trung bình, chú ý đến vấn đề vệ sinh ăn uống, đề phòng bệnh về dạ dày. Tình cảm trục trặc có dấu hiệu kẻ thứ ba xen ngang, cuộc sống hôn nhân không dễ dàng như tưởng tượng. Chính vì thế, một số người vỡ mộng khi thực tại chi phối quá nhiều yếu tố. Tử vi sự nghiệp. Sang tháng Canh Tuất, người tuổi Tý mưu sự khó khăn, quá trình làm việc liên tiếp vấp váp trở lực. Dẫu rằng kết quả cuối cùng cũng không quá tệ, nhưng suy cho cùng nó chưa xứng đáng với công sức, sự nỗ lực phải trả bằng mồ hôi, nước mắt của bản mệnh. Tuy nhiên, đừng vì thế mà suy nghĩ tiêu cực. Ở đời này, không có bữa trưa nào là miễn phí cả, cái gì cũng có giá của nó. Hôm nay, bạn vất vả chạy đôn chạy đáo, nhưng chưa biết chừng ngày mai, bạn lại có thể ngồi mát mà hưởng thụ thành quả. Hãy cứ làm hết khả năng cho phép, sớm muộn gì bạn cũng sẽ được ghi nhận thôi. Trong tập thể, xác định đặt lợi ích chung lên trên tất cả. Trong cái chung có cái riêng, cả tập thể vững mạnh thì bản thân mỗi người cũng chẳng thua thiệt gì, ngược lại còn được hưởng lợi. Vì thế, thấy việc là làm, không phải đắn đo cân nhắc xem lợi ích này có thuộc về ai. Nhất là những ai vừa mới đi làm, thay đổi công việc, càng cần phải xông xáo, lan xả hơn nữa. Thời buổi người khôn của khó, có việc làm là đã tốt rồi, đừng than phiền quá nhiều, thành ra suy nghĩ tiêu cực. Trước hết, hãy xác định là làm vì bản thân mình, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cho chính mình. Kết quả cuối cùng ra sao không quan trọng, cái chính là bạn đã học hỏi được những gì, có được trải nghiệm để sau này có thể ứng phó, không phải nao núng khi đối diện với bất cứ khó khăn nào. Trong tháng Tý Thủy được tả phù hỗ trợ, tuy sức mạnh của các tinh này không lớn, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân sẽ vượt qua mọi thách thức trong công việc để đạt được những thành quả xứng đáng. Mọi khó khăn chỉ mang tính tạm thời, ai kiên trì và dám bước tiếp, người ấy nhất định sẽ thành công, và ngược lại. Theo cửu công vi tinh tháng 9, bát bạch cặp cửu tử mang tới điểm báo tốt lành cho phương diện sự nghiệp. Không ngừng cố gắng sẽ mang lại kết quả tích cực cho người tuổi Tý. Bát trạch đương vận vượng được gặp cửu tử, khí lực mạnh lên gấp nhiều nhà lần. Có thể trợ lực cho bản mệnh, hãy tập trung dọn dẹp sạch sẽ, bài trí đẹp mắt ở hướng đông trong nhà và cả văn phòng làm việc. Công việc sẽ trở nên hỗ trợ rất lớn, khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua. Tử vi tài lộc. Cùng với những khó khăn, cản trở trong công việc, tình hình tài chính của người tuổi Tý vẫn khá bấp bênh, chưa thể ổn định một sớm một chiều. Cần thời gian để sắp xếp mọi việc, ưu tiên làm những dự án hiện tại, không nên mở rộng cái mới, cũng đừng tham lam ôm đùm quá nhiều việc cùng một lúc. Có câu, quý hồ tình bất quý hồ đa, nên coi trọng chất lượng hơn số lượng, vợ chồng làm ăn quy về một mối thì tài chính mới nhanh vững, không nên phân tán. Trong tháng Canh Tuất, tài tình bị tổn hại, phát sinh nhiều việc phải chi tiêu tới tiền bạc, thậm chí là số tiền rất lớn. Nhắc nhiều bản mệnh cần phải quản lý tài chính sáng suốt, cẩn trọng và đừng vung tay quá chán, kẻo rơi vào tình trạng phá tài. Tháng này, canh kim tứ ở Tý bảo hiệu rằng vận trình giảm sút, vì như thời điểm mặt trời khuất núi, nhường chỗ cho bóng tối bủa vây. Các khí dần bị hung khí lấn át nên chủ tính, tránh nóng vội hay sốt sắng khi tiến hành bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất, sẽ tránh được rủi ro xảy ra. Tháng có thiên cầu hung tinh rình rập báo hiệu vận may tài lộc của bạn không được nhiều. Bạn phải chi tiêu nhiều khoản phát sinh bất ngờ khiến cho bản mệnh luôn trong trạng thái quay cuồng về chuyện tiền bạc. Nhưng nếu có sự chuẩn bị từ trước, có khoản tiền dự phòng hoặc là lên kế hoạch cụ thể, bất lợi mà bạn gặp phải sẽ không nhiều, mức độ không còn quá nghiêm trọng. Tháng 9 âm lịch cũng là lúc mà tuổi Tý mất khá nhiều tiền bạc vì người khác. Nói một cách đơn giản, bản mệnh sẽ mất tiền vì bạn bè. Tin tưởng người khác vô điều kiện, bản tính lại hào phóng và cả nể. Tiền bạc của những chú chuột có nguy cơ một đi không trở lại. Hãy thận trọng khi cho người khác vay mượn tiền bạc, phân tích khả năng hoàn tiền của họ trước khi đưa ra quyết định, hạn chế rủi ro xảy ra. Vì tinh tháng có bát bạch cặp cửu tứ hỗ trợ rất lớn về mặt tài lộc cho người tuổi Tý. Hết tiền sẽ làm ra, mất tiền sẽ tìm thấy. Để có thể gặp được may mắn nhiều hơn về tài chính, thúc đẩy tài lộc vượng, bản mệnh cần phải tăng cường bài trí vật dụng màu đỏ, quả cầu phong thủy bằng thạch anh đỏ hoặc hồng ở hướng đông trong nhà, nơi làm việc hoặc gia tăng hỉ khí ở cửu tử. Tử vi sức khỏe.
Sang tháng 9 âm lịch, Tý Thủy được canh kim trường sinh, nhìn chung tình hình sức khỏe bình ổn, trọng bệnh không mắc. Người vừa mới tiến hành phẫu thuật hoặc là điều trị thuốc dài ngày, sức khỏe sẽ hồi phục nhanh chóng. Quan trọng là không suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi điều độ và có chế độ tập luyện hợp lý. Bên cạnh đó, bạn mệnh nên thận trọng trong vấn đề ăn uống, đề phòng ngộ độc thực phẩm hoặc chứng đau dạ dày. Công việc dù vất vả, áp lực đến mây cũng đừng lo nghĩ quá nhiều, bỏ bữa hoặc ăn uống gấp gáp, chứng đau dạ dày sẽ càng thêm nghiêm trọng. Sang tiết Hàn Lộ, thời tiết chuyển từ thu sang đông, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, Tý Thủy cần chú ý giữ ấm cơ thể, tránh bị nhiễm cảm mạo, phong hàn. Thêm nữa, nên điều hòa âm dương ngay từ bên trong cơ thể, tạo ra sức đề kháng tốt, tăng cường khả năng chống lại bệnh phát sinh trong thời điểm giao mùa. Lưu ý, trong tháng có thiên cầu hung tinh rình rập, khi ra ngoài, xuất hành, tuổi Tý chú ý vấn đề an toàn giao thông, tránh ra những nơi nguy hiểm, kẻo vướng họa huyết quang. Tử vi tình cảm, áp lực từ công việc, tài chính khiến tâm lý của những chú chuột bất an, khó mà thỏa mãn trong chuyện tình cảm. Đời sống vợ chồng có chút trục trặc, một phần vì cả hai đều quá bận rộn, phần khác sức khỏe của đối phương không tốt, tìm mọi cách để chữa trị, thời gian gần gũi không nhiều, chất lượng đời sống tình cảm theo đó mà giảm sút. Với những cặp đôi đang yêu cũng khó tránh khỏi tình trạng sớm nắng chiều mưa, bất đồng quan điểm dẫn tới những xung đột gay gắt. Một số người còn vỡ mộng khi thấy mối quan hệ ngày càng đi xuống, tình cảm lứa đôi bị quá nhiều thứ ở thực tại chi phối mà bản thân thì lại chưa thể nghĩ ra cách để thích ứng. Về cuối tháng, mối quan hệ giữa các cặp đôi ngày càng căng thẳng, đỉnh điểm của mâu thuẫn có liên quan đến sự xuất hiện của người thứ ba. Dù là gì thì tiến trách kỷ, hậu trách nhân, hãy tự vấn lại tình cảm của mình xem có đủ mạnh để lấn át và vượt qua tất cả hay không. Nếu còn do dự khi đưa ra câu trả lời, chứng tỏ cả hai vẫn chưa đủ chân thành cho nhau. Với những người còn độc thân, vẫn đào hoa tuy có khởi sắc nhưng lại chưa rõ ràng, bản mệnh tạm hài lòng với những mối quan hệ hiện tại. Nhưng khi thu qua đông tới, thời tiết se lạnh, nhìn ai cũng có đôi có cặp, mệnh chủ có lúc tránh khỏi chạy lòng, mong muốn được vòng tay ấm áp nào đó sưởi ấm trái tim mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 9 âm lịch năm 2017 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.